giới thiệu chi tiết về khủng long chân thú châu Odon. Vào năm 1855, khủng long chân thú châu Odon chính là một trong những chủng loại khủng long được phát hiện tại vùng đất Bắc Mỹ. Sau nhiều năm nghiên cứu, các nhà khảo cổ học cho rằng, phạm vi sinh sống của chúng tiến xa dần về phía Bắc đến Alaska, phía Nam tới Wyoming và cả về bang Texas và New Mexico. Một bộ xương của khủng long chân thú châu Odon được tìm thấy nhưng chúng có vẻ không hoàn chỉnh và có nhiều vết thủng. Theo các nhà khoa học, khủng long chân thú châu Odon tồn tại vào kỳ Campania thuộc kỳ phấn trắng khoảng 77 triệu năm trước đây. Khủng long chân thú có cấu tạo cơ thể khá đặc biệt. Chúng thuộc chi khủng long nhỏ với chiều dài cơ thể chỉ vỏn vẹn 2 mét, cân nặng trung bình chỉ từ 50 đến 60 kg và đặc biệt nếu so với một người trưởng thành bình thường, chúng chỉ cao bằng nửa. Tuy nhiên, cơ thể của khủng long chân thú châu Odon là một thể thống nhất và hoạt động rất kết hợp với nhau. Chi sau dài và mảnh, thêm vào đó cân nặng vô cùng lý tưởng khiến cho chúng chạy rất nhanh. Móng vuốt của chúng lớn và linh hoạt, có thể co rút được. Điểm đặc biệt nữa của khủng long chân thú châu Odon chính là đôi mắt. Các nhà nghiên cứu cho rằng châu Odon trưởng thành, đôi mắt của chúng lớn theo và chúng phải thường xuyên nhướng mắt cong lên để có được một tầm nhìn tốt hơn. Hơn thế nữa nếu chưa bị tuyệt chủng, các nhà khảo cổ học còn cho rằng khủng long chân thú châu Odon có khả năng sẽ đứng một cách rất vững bằng hai chân mà không cần đến lực từ đuôi như các loài khác, điều này giúp châu Odon trở thành hình dáng khá giống con người. Chế độ ăn, cách săn mồi và hình thức sinh sản của khủng long chân thú châu Odon. Với thân thể nhỏ bé nhưng khủng long chân thú châu Odon đã tạo nên một đế chế khủng long săn mồi, nhờ vào hình thức săn mồi mang tập tính bầy đàn và tốc độ, khó một con mồi nào có thể chạy thoát. Trong vỏ miệng chúng có những chiếc răng nhỏ chi chít để nghiền được những mảnh thịt mềm. Các nhà khoa học dự đoán rằng, chúng sẽ tấn công những loài khủng long ăn cỏ và ăn tạp, bên cạnh đó cũng có thể, những động vật vừa mới được sinh ra đời sẽ bị khủng long chân thú châu Odon tấn công khi chúng có cơ hội. Ngoài ăn thịt, châu Odon còn ăn cả thực vật. Châu Odon cũng như nhiều loài khủng long khác, chúng đẻ trứng. Tuy nhiên một điều đáng nói đến ở đây, khủng long chân thú châu Odon là loài khủng long xây dựng tổ như hình thức của loài chim hiện nay. Chúng sẽ đặt trứng và ấp trứng trong chính chiếc tổ của mình, và con đực nắm giữ vai trò ngồi trên đó canh giữ trứng để không bị các loài khác xâm hại đến con của mình. Tốc độ của một con khủng long chân thú châu Odon. Theo như các nghiên cứu, một cách chính xác, khủng long chân thú châu Odon có tốc độ trung bình khoảng 50 km/h. Có con đã đạt đến tốc độ 65 km/h. Cùng với đôi mắt tinh tường và bộ não thông minh, nhạy bén và đầy chính xác là một lợi thế cực kỳ lớn trong việc săn mồi, khó có con mồi nào có thể chạy thoát khỏi châu Odon và đồng bọn. Cảm ơn các bạn đã xem video, nếu thấy video hữu ích hãy cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.